mong muốn sở hữu một bộ PC với thế hệ CPU mới nhất hiện nay, hiệu năng đảm bảo chiến mượt cái tựa game đình đám nhất hiện tại, thì đây chắc chắn sẽ là bộ PC khiến bạn hài lòng. i5-14600K mới nhất hiện nay kết hợp cùng card đồ họa RTX 3070 Ti và 32GB. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo để anh em có thể gaming mượt mà ở độ phân giải 2K. Và để đo sức mạnh của bộ máy này, mình sẽ test Apex Legends ở mức setting cao nhất. Những tình huống game tâm bắn nhau quyết liệt, phải lag nhiều hiệu ứng, máy vẫn chạy rất ổn định ở 144fps. PC với cấu hình này chắc chắn phải max setting. Mình đang test game ở chế độ sinh tử với tình tiết trận đấu nhanh và liên tục. Bộ máy này vẫn vận hành rất chân chu ở 170-190 khung hình trên giây. Thunder, tựa game không thể bỏ qua với những anh em đam mê lái máy bay chiến đấu. FPS khi mình bay lượn, bắn nhau dao động từ 280 đến 300 FPS, rất cao nha anh em. We'll be right back.
Saga, một tựa game thể loại Battle Royale mang thiên hướng kiếm hiệp. FPS khi mình chơi game mức độ hỏa cao nhất dao động từ 180 đến 200 khung hình trên giây, cho anh em yên tâm lấy nhẹ cái top 1 nha.